đội nón lên đi con làm gì vậy? Con làm gì? Phụ anh hai. À, kính phụ anh hai hả? Rồi con đội nón lên đi rồi phụ nha. Ôi trời trời nói không? Trời anh hai ơi, bự. Trời trời. Trời ơi, chắc bể chậu quá. Bể chậu của cha quá. Rồi chuột giỏi chưa? Rồi cải đi hồi vô rửa tay. Trời ơi. Kìa. Ông làm mới ginh có mới có ba chậu à. Kìa. Trời ơi, con mới ginh có ba chậu mà tay chân cũng phủi rồi kìa. Hả? Sạch rồi hả? Giờ có ginh nữa không? À ginh nữa hả? Kìa nó giỏi chưa? Giỏi chưa? Rồi kìa ông bà cô chú. Không có nặng hả? Giỏi quá, cho 10 điểm. Chọn đi chuột đi dọn mai phụ cha đó. Dơ lại nữa hả mẹ? Dơ lại nữa hả? Dơ đi hồi vô rửa. Sạch nữa hả? Trời ơi, gì đó hả? Dài như con rồng rồi đó hả? Thì con làm con ginh cái chậu nào? Cái chậu đó bự lắm, con ginh không nổi đâu. Ê, không nổi. Đu, nổi luôn hả? Bỏ lên đây. Không nổi đâu. Bỏ lên đây. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, trời bể chậu rồi. Trời ơi, giỏi chưa? Buổi chiều nay chuột ra chuột. Cây đó chừng con ginh không nổi đó. Làm sao? Làm sao hả? Ai biết làm sao? Anh hai đem gì? Đem miếng nhỏ. À anh em đem miếng nhỏ, anh hai đem chậu ớt. Trời xin liền, xin liền, giơ tay xin liền, xin hai chậu ớt anh hai liền. Ăn không? Ăn không hái cho con trái ăn. Cây. Cây à? Đặt ngược lên. Tôi tính bỏ chậu này nè ông ơi. Con tính bỏ chậu đó hả? Con lấy chậu kia kìa. Ê, con lấy chậu trắng đằng đó đó. Con đổ hai cái chậu trắng nó ra, ba chậu trắng nó ra, con lấy chậu trắng nó để cho nó đẹp. Đó, rồi kìa. Đó. Đó, giỏi chưa? Đó. Ở cha thấy chuột. Đây nè. Đó, giỏi chưa? Đó, nhờ được rồi đó. Thấy chưa, nuôi chuột với bé lớn biết nhờ đó ông bà cô chú ơi. Ai có đẻ con như chuột à, cỡ bé lớn là chuột nhờ được rồi đó. Chuột mới 3 tuổi là cha nhờ được rồi đó. Cây bên để đâu? Trời ơi, rồi giỏi rồi, cây đó luôn, cây nhỏ. Trời ơi, nó thấy chưa, ai nói đẻ con không nhờ được đâu. Đây nè, đem qua đây cái đó, chậu nhỏ đem vô trong đi. Nó ai nói đẻ con không nhờ được đâu. Chuột mới có 3 tuổi là cha nhờ được rồi đó. Nó này để đâu, nó hỏi mày này để đâu nữa kìa. Cái này nè, bỏ lên đây. Nè, chiến đây nè. Để cho chỗ anh hai chỉ kìa. Đó, thấy chưa, nãy giờ sắp nó gần cái chục chậu rồi đó ông bà cô chú ơi. Gần đây luôn đó hả? Giỏi quá. Cây này nè. Thôi cái đó cái chậu lên. Cái đó cái chậu không? Không. Ừ, con coi cái chậu nào có mai á. Ê, trời, tính ginh cây đó, ginh nổi không mà tính lại ginh cây đó vậy không? Đây nè. Ui, chiến. Đây nè, bỏ đây. Nó lên. Nó, giỏi chưa? Giỏi chưa? Còn quá trời dưới đất kìa. Kiên cây này nè. Xếp không ngay hàng lại vậy, cái đó để nữa cha lên chậu đi rồi hả lên. Gách hết. Rồi, gách luôn rồi. Rồi, tạm đây. Thôi đừng có xé nữa, để anh hai bỏ lên đi. Đó. Đó, kia ngay này nè, bỏ lên đây. Sắp cái nào cho nó ngay hàng đi, dọn gọn lại. Giỏi chưa? Đó, ginh cái chậu nặng chứ bộ. Rồi ginh nữa không, còn mấy chậu nữa kìa. Sắp cho nó sát vô xíu. Ừ, để chậu sát vô. Đó, chuột thấy anh hai ra, cha nhờ rồi con để đâu. Ok, ê chừng gớt đẩy vô. Sao? Hả? Nóng. À, được, ra tới đây nắng nóng mà thôi, nóng rồi thôi vô đi. Nóng rồi thì vô. Mấy... Đâu có nhà đâu, giờ đâu có nhà ở ngoài sân vậy đó. Giờ mình ở ngoài sân chứ mình đâu có nhà mình ở đâu. Hả? Cái gì? Con mèo đi rồi. Ở ngoài này mấy cái chậu để ngoài nắng nó nóng, ginh nóng tay ông bà cô chú, còn chả nghỉ ginh rồi đó. Nó nghỉ ginh thôi, bye bye ông bà cô chú đi. Bye bye bà cô chú. Chúc ông bà cô chú. Ừ, coi kìa, đó.